Và chúng ta sẽ thấy rằng là giáo dục về tài chính hay bất kỳ một cái giáo dục nào đó trong gia đình hay là ngoài xã hội, nó phải xuất phát từ cái giáo dục tấm gương, chứ không phải là giáo dục bằng cái chúng ta nhìn thấy. Giáo dục bằng tấm gương ấy có nghĩa rằng là trong nghèo khó chúng ta vẫn giáo dục con cái của chúng ta trong cảnh nghèo khó được, mà khi chúng ta giàu lên thì chúng ta vẫn giáo dục con cái của chúng ta trong cảnh giàu sang được. Có nghĩa rằng chúng ta lấy cái cảnh sống của mình ra để chúng ta giáo dục con cái, chứ không phải là chúng ta lấy cái cảnh sống của người khác ra để chúng ta giáo dục con cái. Không phải rằng là cái nhà kia giàu bởi vì là nó là tham lam một thế này thế kia, là chúng ta chưa bao giờ chúng ta sống trong cảnh giàu, cho nên là đó là chúng ta nhìn từ cái góc độ chúng ta thấy để chúng ta giáo dục con cái, thì chúng ta sẽ dẫn tới con cái của chúng ta như ngày hôm nay, đó chính là có rất là nhiều các cái tổn thương về tiền bạc. Và cái đích của chúng ta đó là chúng ta sẽ đi giải quyết những cái tổn thương đó như thế nào bằng cái câu chuyện là tâm và tiền ra sao, tiền tài và tâm tính như thế nào, mối quan hệ của chúng ta với tiền bạc như thế nào, để cho dù chúng ta có 1 đồng chúng ta vẫn hạnh phúc, mà chúng ta có 100 đồng chúng ta vẫn hạnh phúc, thì khi đó cái cuộc sống của chúng ta mới hướng tới là hạnh phúc, thịnh vượng và bình an. Còn khi nào chúng ta vẫn bị vướng mắc vào cái câu hỏi là tiền ở đâu và bao nhiêu tiền ấy, thì chúng ta sẽ rất khó để chúng ta có thể đạt được cái trạng thái là hạnh phúc, thịnh vượng và bình an. Và em Quyên cũng sẽ chia sẻ cho quý thầy cô của mình, đó chính là cái nỗi đau mà ngày hôm nay chúng ta tập trung vào nhiều nhất đấy, đó chính là cái nỗi đau mà tiền ở đâu này, đúng không ạ? Chúng ta đang đối diện với cái nỗi đau là không có tiền, nói thẳng ra là như vậy, chúng ta không có tiền. Và khi mà không có tiền ấy, thì đừng có nói những cái vấn đề cao sang. Khi mà không có tiền ấy, thì đừng có nói là tôi phải học cái gì. Bây giờ muốn vào học khóa app thì chúng ta cũng phải có ít nhất là 3 triệu. Vậy thì tôi đâu có 3 triệu đâu mà tôi vào học khóa app. Thì ngay khi mà chúng ta bước đi ấy, chúng ta đã gặp cái biển báo cấm đó rồi. Biển báo cấm mang tên là tôi không có tiền, tiền ở đâu? Đó, chúng ta gặp ngay cái vấn đề đó. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đi giải quyết cái câu hỏi đó. Tiền ở đâu? Chúng ta sẽ thấy rằng là tôi muốn vào SE lắm nhưng mà tôi không có tiền. Tôi muốn cho con học trường quốc tế nhưng mà tôi không có tiền. Tôi muốn mua nhà nhưng mà tôi không có tiền. Nói chung là đụng đến vấn đề nào chúng ta cũng lôi cái câu là tôi không có tiền ra để chúng ta nói. Và chúng ta sẽ thấy rằng ấy, là nếu mà chúng ta không giải quyết được cái nỗi đau này ngay hôm nay và ngay cái lúc này ấy, thì chúng ta sẽ không bao giờ tìm hiểu rõ được cái vấn đề tài chính. Và em Quyên sẽ chia sẻ cho quý thầy cô của chúng ta là tiền ở đâu. Vậy thì chúng ta đang đi đặt câu hỏi là tiền ở đâu, đúng không ạ? Vì là chúng ta đi đặt câu hỏi là tiền ở đâu đó, nhưng mà em Quyên hỏi quý thầy cô thật sự một cái câu hỏi này: có bao giờ chúng ta đặt cái câu hỏi tiền ở đâu rồi chúng ta ghi xuống và chúng ta đi tìm câu trả lời cho cái câu hỏi đó hay là không, hay là chúng ta chỉ nói một cách vu vơ, một cách theo thói quen như vậy, hay là thôi, chúng ta nói một cách như là một cái thói quen bình thường, nó đã ăn sâu trong não của chúng ta 30, 40, 50 năm rồi. Chúng ta động đến vấn đề nào chúng ta cũng nói tiền ở đâu, mà không bao giờ chúng ta viết xuống và đặt cái câu trả lời là tiền ở đâu, đúng không ạ? Đó chính là điểm khác nhau giữa người nghèo và người giàu. Người nghèo chỉ nói như vậy thôi, không còn đi tìm vấn đề, cũng không còn đi tìm tiền ở đâu hết. Nhưng mà người giàu ấy, họ biết đặt cái câu hỏi là tiền ở đâu. Chẳng hạn như em Quyên lấy ví dụ thầy Thái có kế hoạch là sẽ mở trường dưỡng lão, đúng không ạ? Thầy sẽ cũng đặt câu hỏi là tiền ở đâu, nhưng mà thầy không nói một cách vu vơ. Thầy sẽ cùng ngồi xuống và thầy sẽ viết ra và thầy sẽ tính toán là tiền ở đâu để thầy có thể đầu tư vào đó. Và đó là một cái câu hỏi nghiêm túc, chứ đó không bao giờ là một cái lời nói vu vơ. Vậy thì cái đầu tiên ấy là chúng ta đừng cho chúng ta một cái cơ hội nào nữa để chúng ta nói một cái cách vu vơ về cái câu hỏi là tiền đâu, mà chúng ta hãy hỏi nó một cách nghiêm túc, chúng ta viết xuống và chúng ta đi tìm câu trả lời cho vấn đề là tiền đâu. Và trong bất kỳ một cái vấn đề nào đó, chúng ta sẽ quan sát thấy cái quy luật nó là như thế này: cho những cái việc nhỏ ấy thì chúng ta cần chi tiền trước, nhưng mà cho những cái việc lớn ấy thì chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta cần phải chi tiền trước. Em cứ lấy ví dụ nhé, chúng ta muốn mua một cuốn sách thì chúng ta phải có tiền trước chúng ta mới mua được, đúng không? Chúng ta muốn học một khóa học thì chúng ta phải chi tiền trước chúng ta mới học được. Nhưng mà ngược lại, chúng ta muốn mua một ngôi nhà ấy thì không phải bao giờ chúng ta sẽ chi tiền trước. Em quên lấy ví dụ, nếu như mà chúng ta nói rằng ấy là khi nào có tiền tôi sẽ đi mua nhà, nhưng mà thực ra khi có tiền rồi ấy, mọi người sẽ không bao giờ đi mua được nhà,
Và thực tế em Quyên quan sát thấy rất là nhiều trường hợp, chúng ta có 200 triệu chúng ta không mua được nhà, có 500 triệu chúng ta không mua được nhà, chúng ta có 1 tỷ chúng ta cũng không mua được nhà. Vì sao ạ? Bởi vì chúng ta có bao giờ thực sự tìm hiểu cái công việc mua nhà đó chúng ta phải làm gì đâu. Cho nên ấy, là khi mà chúng ta có 1 tỷ chúng ta đi mua thì lại mua phải nhà dự án, phải mua phải nhà quy hoạch, chúng ta phải vướng những cái dự án mà chúng ta góp tiền vào đó rất là lâu rồi mà chúng ta không thể nào lấy tiền ra được. Bởi vì chúng ta không biết đặt câu hỏi là chúng ta cứ nghĩ rằng có tiền là mua được. Không, chúng ta chỉ học được cái chữ có tiền là mua, nhưng mà chúng ta không học được những cái chữ khác. Chúng ta phải học là cái cách là chúng làm sao để chúng ta mua được một ngôi nhà nó phù hợp với mình trước khi mà chúng ta đặt được cái câu hỏi là làm sao để có tiền để mua nhà. Đó. Chúng ta sẽ phải tìm hiểu là chúng ta mua ở đâu, giá mua như thế nào, nhà đó thuộc dự án nào, có sạch hay không, rồi pháp lý nó như thế nào, có ổn hay không. Thì trong cái lúc mà chúng ta tìm hiểu những cái vấn đề này ấy, chúng ta có hiểu biết về vấn đề này thì khi mà chúng ta có tiền trong tay chúng ta mới thực hiện được cái công việc của mình. Còn ấy, chúng ta cứ đăn đăn là khi nào có tiền tôi mới mua nhà thì khi có tiền rồi chúng ta cũng không mua được. Và cái quy luật mà em và chị Minh và chị Bình rút ra ở đây đó chính là gì ạ? Cho những cái việc nhỏ thì chúng ta mới hỏi cái câu hỏi là tiền ở đâu. Còn cho những cái việc lớn ấy, thì chúng ta không cần phải hỏi là tiền ở đâu. Chúng ta cứ tìm hiểu về việc lớn đó, chúng ta làm cái việc lớn đó trước. Rồi sau đó, cái khi mà chúng ta có tiền thì chúng ta sẽ làm cái công việc đó là chúng ta thực hiện cái việc mà chúng ta cần. Đó, vậy thì cái bí quyết đầu tiên mà em Quyên và chị Bình và chị Minh chia sẻ đến quý thầy cô ở trong buổi ngày hôm nay để giải quyết cái nỗi đau tiền ở đâu ấy, đó chính là cái bí quyết là nghĩ lớn, làm liền và chi tiêu nhỏ. Đó, khi mà chúng ta nghĩ lớn, bởi vì nghĩ lớn thì không có mất tiền, đơn giản là như vậy. Chúng ta làm việc lớn, nghĩ lớn thì chúng ta không có mất tiền. Làm liền ở đây là chúng ta nghĩ lớn mà chúng ta làm liền, chúng ta đừng có chỉ nghĩ không, chúng ta làm liền trong cái kế hoạch nghĩ lớn đó. Và chi tiêu nhỏ, chi tiêu nhỏ thì tiền đâu có hết bao nhiêu, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta quản lý tài chính tốt, chúng ta sẽ biết là cái tiền ăn, tiền ở, tiền sinh sống nó không có hết bao nhiêu. Vậy thì chúng ta chi tiêu nhỏ và chúng ta nghĩ lớn và chúng ta làm liền, đó chính là cái bí quyết mà ngày hôm nay em và chị Bình và chị Minh gửi gắm đến quý thầy cô trong cái kiến thức ngày hôm nay. Và rất là mong sẽ nhận được cái chia sẻ hay là cái tương tác rất là nhiều của các quý thầy cô, vì thời lượng của chương trình cũng đã gần hết rồi. Và em Quyên và chị Bình và chị Minh và chị Thanh Na rất là mong nhận được các chia sẻ của quý thầy cô. Chúng ta sẽ có thêm 10 phút để chúng ta trao đổi, và em sẽ nhường lại sân khấu cho chị Bình, chị Mai và chị Minh bổ sung thêm ạ. Dạ vâng. Thưa các thầy cô, là đây cũng là một cái chủ đề mà có lẽ là nhận được cái sự quan tâm rất là lớn của tất cả mọi người, nên là chúng ta cũng thấy là trong cái ô chat của chúng ta thì cũng có rất là nhiều cái chia sẻ nói rằng đây là một cái chủ đề thiết thực, đây là một cái điều rất là cần thiết, và cảm ơn ban tổ chức. Vậy thì để giúp cho ban tổ chức có thể thiết kế được cái chương trình một cách hiệu quả, một cách mà đáp ứng được đúng nhu cầu của thầy cô, thì rất là mong là các thầy cô chúng ta có thể chia sẻ những cái vấn đề mà các thầy cô đang quan tâm, bởi vì chúng ta sẽ có một chuỗi các chủ đề để nhằm giải quyết cho chúng ta những cái đưa ra những cái câu trả lời, đưa ra cho chúng ta những cái cách suy nghĩ đối với những cái vấn đề tài chính mà gia đình của chúng ta đang gặp phải. Thì rất là mong rằng là các thầy cô có thể đưa ra ở trong cái ô chat này, hoặc là chúng ta có thể giơ tay. Vâng, thì với những cái nhu cầu của thầy cô như vậy, với những cái vấn đề hiện tại của các thầy cô như vậy, thì ban tổ chức và các đối đã cụ thể là chuyên gia là chị Bình, chị Minh và cô Quyên thì sẽ cùng để có thể là trao đổi với cả các thầy cô. Ở đây có một cái ý mà em cảm thấy rất là thú vị, đó chính là một cái ý mà cô Quyên đã nhắc đến, đó là cô Quyên hay cô Minh á có nhắc đến là chúng ta học cái này để cho chúng ta làm thế nào để chúng ta cảm thấy một đồng chúng ta có một đồng chúng ta vẫn hạnh phúc, chứ chúng ta có 100 đồng chúng ta cũng hạnh phúc. Cái điều này rất là quan trọng nhá, bởi vì là em thấy là có một số gia đình á, thì khi mà người chồng hoặc là người vợ đi đi học về tài chính, và đặc biệt là nhiều khi trong cái quan điểm của văn hóa Việt Nam của chúng ta ấy, thì chúng ta hay nghĩ đến là cái người chồng phải là cái người trụ cột về mặt tài chính về của gia đình, nên là đặc biệt là các chị phụ nữ đi học về á,
Thì có những trường hợp với những anh chồng anh nói rằng là khi mà vợ tôi đi học về thì tôi cứ nghĩ là học xong thì nó sẽ giải quyết được cái vấn đề này vấn đề kia và nó làm cho cuộc sống gia đình nó hạnh phúc hơn, nhưng học xong rồi thì bà ấy bà về bà nói rằng là đấy anh phải anh chẳng biết kiếm tiền gì cả anh phải đi học cái lớp này đi để kiếm tiền, và cô ấy so sánh tôi với cả những cái người khác. Vâng. Và lúc này cô ấy lại nhìn vào cái ví của mình và thấy rằng cái ví của mình nó thật là nhỏ và lại so sánh với cái ví của người khác, và cái vấn đề gia đình nó lại là như vậy. Thì đây là một cái điều mà ban tổ chức chúng tôi không mong muốn ạ. Vâng. Và chúng tôi cũng không tiếp cận như vậy, và thực sự là em cảm thấy, chúng tôi cảm thấy rất là thích khi mà một đồng chúng ta cũng cảm thấy hạnh phúc. Và cái cách mà cô Bình và cô Minh đã giúp cho những học viên như là chúng tôi, đó là cái cách mà chúng ta nhìn vào thực tế cái vấn đề tài chính thực tế của chúng ta, để cho chúng ta có thể ứng xử với nó mà để cho chúng ta vẫn cảm thấy bình an, chứ không phải là chúng ta cảm thấy rằng là bất an vì chúng ta lại đi so sánh với người khác. Vâng, ở đây có những ý kiến của các thầy cô, em cũng xin phép là thầy Thái có nói rằng là học cô xong thì chồng sạch ví vâng. Tay hòm chìa khóa ra sao cho chuẩn. À, ở đây là một cái câu hỏi rất là lớn, nó là tiền ở đâu ạ? Vâng, thì chắc là đây cũng là một câu hỏi mà rất là nhiều các thầy cô quan tâm, và rất là mong rằng là các chuyên gia chúng ta có thể chia sẻ cái cách mà chúng ta làm thế nào để cho chúng ta có thể tạo ra tiền, đúng không ạ? Vâng, và đặc biệt đó là chúng ta, và với thầy Thái thì thầy cũng có thể sẽ chia sẻ thêm là cái cách mà khi mà chúng ta đã vào SE, khi mà thầy đã đưa ra một cái lộ trình, đã bài binh bố trận để mà tiền nó tự đến với chúng ta. Vâng, thì thầy cũng phải chia sẻ, thầy nhớ là thầy cũng phải chia sẻ để có thể kết nối với cả cái chủ đề này ạ. Vâng. Em xin mời thầy. Cảm ơn bốn cô xinh đẹp. Thầy Thái đẹp trai nhất ở đây nha. Đây là bí mật của tiền. Đó, tìm được bí mật của tiền sao trong đây. Cái bí mật của tiền đây là cái bình này, là bình chứa tiền đúng không? Đây, chứa tiền. À, cái bình chứa tiền thì nó bằng với cái bình phúc đức. Đúng không? Và các bạn biết tại sao ở đây nè, tiền nó sẽ không có giá trị khi nằm im nha, nằm im. Thế bạn biết tại sao cái bình này này ở đây nó to hơn đây không? Đây to hơn đây. Đây là đầu vào này, đây là đầu ra, đúng không? À, nếu mà đẩy như này, tắt xíu là hết nước đúng không? Làm thế nào để cho cái này đầy tiếp? Đúng không? Đó. Nhưng mà người dân của mình nghèo, bà con mình nghèo á, là không chịu mở đầu vào mà tích cực mở đầu ra. Đúng rồi, cho nên mình nghèo nó không chịu mở. Đặc biệt là được giáo dục nha. Con ơi, hãy học cho mình có một cái nghề ổn định, một cái nghề rất ổn định, để con, để ba mẹ yên tâm là con mình ổn định, đúng không? À, mà thầy đã nói rất nhiều lần cái câu là ổn định đủ lâu thì dẫn tới nghèo bền vững, đúng không? Mà lạm phát nó âm thầm, nó chui vào bữa ăn từng gia đình người dân một, không ai biết. Nó là một cái đứa vô hình, cái lạm phát nó là đứa vô hình, nó âm thầm, nó lặng lẽ, nó ngồi trong nhà dân từng ngày một mà người dân không biết. Cảm không? Cái lạm phát nó âm thầm, nó móc túi từng người mình mà không biết. Cho nên mình chọn một cái thế của công chức, của viên chức, của lao động làm công ăn lương rất ổn định. Đó. Và sẵn sàng làm mọi thứ, nhưng mà chỉ làm mọi thứ để bịt cái đầu vào, không có lưu thông dòng chảy của tiền, mà tích cực làm một việc. Bây giờ làm sao mình chi ta, tính hoài tại bịt đầu vào mà, xong rồi bắt đầu mới rón rén làm gì, rót từng giọt thôi thầy ơi.
là con mình. Ồ, ghê, đó. Tiếc quá. Ôi dồi. Đó. Đó. Nhưng mà có thằng nào sau hít tay phát là xong. Hết tiền. Hết tiền, đúng không? Nên là bà con mình không có chịu khơi thông cái dòng chảy thịnh vượng bằng cách là mở lòng mình ra. Mở cái nắp này ra. Mở cái đầu vào ra. Tìm nhiều nguồn thu nhập. Mà thầy mở cái van thu nhập, tìm được cái bí mật của tiền mà mọi người học hoài à. Đặc biệt là giáo viên thảm ghê nơi luôn. Không chịu. Mà cô Mai cười. Cô Mai cười, đừng có cười, kệ nó, để thầy lấy ví dụ cho nó. À, cứ cứ chấp nhận nào, sẵn sàng bịt mọi đầu vào của tiền, nhưng mà chỉ có ra thôi. Mà muốn đầu vào của tiền làm gì, muốn cái chỗ này nó mở rộng ra làm gì, đầu vào nè thì bắt buộc phải xuất siêu, phải bán hàng đúng không, phải bán hàng đúng không, phải khởi nghiệp đúng không, phải kinh doanh đúng không, phải tìm thấy nhiều cái nguồn tiền nó chạy vào đây đúng không. Nhưng mà dạy bán hàng, dạy về chỉ có bán hàng mới có tiền thôi. Trên cuộc đời của mình, trên thế giới này có hai nhóm người, và tất cả chúng ta đều đóng vai cả hai, đều là bán và mua hết đúng không, đều là bán và mua hết. Nhưng mà người dân của mình có thói quen mua chứ không thói quen bán. 80-90% người nghèo á là chỉ họ có thói quen mua thôi, mua bằng lương, mua bằng lương thì mua gì nè, có tí tiền thôi mà con đi học nè, chắc chiêu lắm, sợ nó rớt ra mà đó, con đi học không gì đó, chắc chiêu lắm, rất là chắc chiêu, tại vì ở trong kia nó không có nước, nó không có tiền, lương có chút xíu à, chắc chiêu lắm, chắc chiêu, chắc chiêu. Có nhiều giáo viên cười kìa, đúng không, rất là chắc chiêu, rất là chắc chiêu, rất là tiết kiệm từng giọt một. Khi nào mà bạn vô nhà hàng 5 sao á, không cần nhìn bảng giá là được, khi nào đi ăn không cần nhìn cái bên tay phải là được, đúng không, thì lúc đó có nhiều dòng tiền lắm. Mà bí mật của tiền hôm nay thầy đố ba bốn chuyên gia của mình luôn nhá, đố bốn chuyên gia của mình, bí mật của tiền nó nằm ở đâu, và đố luôn tất cả mọi người, bí mật của tiền nó nằm ở đâu. Mọi người cười, bí mật của tiền nó nằm ở đâu. Bí mật của tiền là cần phải tạo ra một cái bể chứa, và cái bể chứa này để chứa cái gì để nó ra tiền, nó chứa cái này này, cho thầy chiếu một cái hình nha, chứa này này, chứa này này, nó phải có một cái bể chứa để nó chứa này này đó. Mọi người chụp cái này lại để tìm cái bể chứa. Chụp này lại nha. Trí tuệ, giá trị, phụng sự, hạnh phúc, thịnh vượng, bình an, may mắn. Đó. Thấy không ạ? Bảy cái ví mà sắp tới thầy muốn đặt hàng, chuyên gia chia sẻ bảy cái ví này liên quan đến tiền. Bí mật của tiền là tạo ra một cái bể chứa. Và cái bể chứa này nó nằm trong 6 cái từ đó. À, và thêm một cái may mắn nữa là cái bể chứa này là bể chứa của phúc đức hết, đó là bể chứa của phúc đức hết. Ok, xin cảm ơn chuyên gia, thầy chỉ đóng góp thêm bấy nhiêu thôi của cái bể chứa của phúc đức nha. Cứ tạo ra một cái bể chứa phúc đức thì nó sẽ có tiền, và tạo ra cái dòng chảy của tiền là nâng tầm trí tuệ, gia tăng giá trị là cái đầu vào. Nâng tầm trí tuệ, gia tăng giá trị là mở cái đầu vào cho dòng tiền nó chảy vô. Và phụng sự xã hội là tạo ra cái bể chứa phúc đức. Cho nên phải nâng tầm trí tuệ, gia tăng giá trị và phụng sự xã hội thì kiếm tiền trong hạnh phúc và kiếm tiền bền vững. Thấy hết rồi ạ. Dạ. Vâng, em cảm ơn thầy rất là nhiều.
Cô Quyên có nói rằng là thầy là giáo viên dạy hóa nên là những cái thí nghiệm cái thầy nó rất là trực quan ạ. Hình ảnh thầy đưa ra rất là trực quan, mà em nghĩ rằng là qua cái hình ảnh này thì chắc hẳn là chúng ta cũng đã phần nào hiểu được cái cách mà chúng ta tư duy khi mà chúng ta nghĩ về vấn đề tài chính của chúng ta. Thì em có đọc những cái bình luận của các thầy cô ở đây thì em có đang chú ý đến một số những cái câu hỏi mà cũng rất là mong rằng là sau những cái chuỗi chia sẻ sau thì có thể là các chuyên gia sẽ có thể đưa ra một cái lời giải đáp, ví dụ như là tiền ở đâu, đây là một câu hỏi rất là lớn đúng không, rất là nhiều người đặt câu hỏi, hay là làm thế nào để tiền đẻ ra tiền. Và đặc biệt là một cái ý mà cô Quyên cũng đã chia sẻ và có những thầy cô rất là tâm đắc và đã ghi lại, đó là chúng ta sẽ nghĩ lớn, chúng ta làm liền và chúng ta chi tiêu nhỏ. Thì có lẽ rằng là ở đây cũng rất là mong rằng là các chuyên gia, chúng ta nghĩ lớn là chúng ta nghĩ như thế nào, chúng ta nghĩ gì liên quan đến vấn đề về mặt tài chính, chúng ta cần khi liên quan đến vấn đề tài chính. Thứ hai nữa là chúng ta làm liền thì chúng ta sẽ làm như thế nào ạ? Vâng, chứ không thì lại có thể lại là gặp cái vấn đề giống như là thầy đang rót cái bình đúng không ạ, và có một người hích cái tay. Nhiều khi chúng ta lại làm liền là bởi vì chúng ta đang bị chịu tác động một cái cú hích nào đó. Và ở đây thì có bạn Nguyễn Mẫn đã chia sẻ rằng là cái người hích tay đó là có thể là sân hoặc là sàn. Đó, em cũng đang chưa hiểu cái này lắm ạ. Vâng, thì chúng ta sẽ phải làm liền, và chúng ta trong cái quá trình làm liền này thì chúng ta cần phải cẩn trọng cái gì, và chúng ta chi tiêu nhỏ thì chúng ta làm thế nào để cho chúng ta có thể kiểm soát cái chi tiêu của chúng ta, những cái công cụ nào mà chúng ta cần sử dụng để cho chúng ta có thể quản lý được cái chi tiêu của chúng ta. Thì em cũng không biết là với cái phần hiểu của em như thế thì em hiểu cái ý của các thầy cô đưa ra như vậy thì không biết là có đúng không. Nhưng mà bây giờ thì em rất là mong rằng là trước khi chúng ta chia tay sau cái buổi đầu tiên này, phần dẫn nhập đầu tiên của cái chủ đề về tay hòm chìa khóa, thì ba chuyên gia của chúng ta có thể bật mí đôi chút về cái chuỗi chương trình này thì nó sẽ giải quyết những đi theo những cái mạch như thế nào ạ. Vâng, xin mời cô Hải Bình ạ. Dạ, cảm ơn cô Mai. Thực sự thì hành trình để trở nên giàu có trong mỗi chúng ta đã có giàu có sẵn rồi, giống như là cô Quyên đã nói. Vấn đề của chúng ta là chúng ta có khai phá được cái tiềm năng giàu có trong mỗi chúng ta không? Thì cái hành trình mà chúng tôi đưa ra cùng với cộng đồng của thầy Thái, cùng với sự tham gia của các thầy cô thì đơn giản thôi, là chúng ta cứ gặp nhau những buổi sáng như thế này, và cứ mỗi một ngày chúng ta lại ngộ ra một điều gì đó ở trong cuộc đời, và chúng ta lại cũng dần dần giải quyết những nỗi đau của mỗi người. Có thể không thể giải quyết được hết toàn bộ tất cả nỗi đau của tất cả mọi người, nhưng tựu chung lại thì chúng ta cũng có vài nỗi đau mà cơ bản nhất, giống như cô Quyên đã nói, cô Minh đã nói, thì chúng ta sẽ đi suốt cái hành trình đó. Và chúng tôi ở đây mang tính chất là phụng sự để làm được cái tinh thần của thầy là hạnh phúc, thịnh vượng và bình an. Thì đấy là hành trình mà chúng tôi đang hướng tới. Và tất nhiên thì cứ khi nào mà các quý thầy cô ở đây còn nhu cầu thì thật sự là thầy Công Thái chắc chắn là sẽ tạo điều kiện cho chị em chúng tôi được chia sẻ. Và Đúng ra mà nói thì chúng ta cứ nghĩ rằng là giàu có ở đâu ra cả, nhưng mà chúng ta đang rất là giàu có, và chúng ta chỉ cần xoay cái ổ khóa mà nó về đúng cái khớp của thôi thì mọi sự nó sẽ được thăng hoa. Và chúng tôi hy vọng được rằng là ở tại cái môi trường này chúng ta sẽ làm được điều đó thông qua cái chuỗi chia sẻ những buổi sáng như thế này. Và với sự giúp đỡ của thầy, tạo điều kiện của thầy Thái thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái điều để nói. Và chắc chắn rằng với một cái công thức là vô cùng đơn giản như vậy thì quý thầy cô an tâm đi, là chúng ta sẽ gặp nhau và chúng ta sẽ giải quyết được rất là nhiều vấn đề. Phải không là cô Quyên, không cô Mai? Cảm ơn thầy Thái rất là nhiều. Và tất nhiên là chắc chắn là sẽ phải có được sự ủng hộ của các quý thầy cô ở đây, bởi vì chúng ta giàu có thì thế hệ của con cái của chúng ta sẽ giàu có, và như vậy quốc gia sẽ giàu có, và theo như vậy là theo đúng như là những cái điều mà thầy Thái mong muốn.
Và đó đó là những cái điều mà bây giờ thì tại vì hôm nay là buổi đầu tiên nên cũng chưa biết nói gì nhiều, và mấy chị em chúng tôi thì cũng muốn nói rằng là các thầy cô mà có nhu cầu hỏi đến đâu hay là có nhu cầu muốn giải quyết cái gì về vấn đề tài chính thì chúng tôi cũng sẵn sàng đi theo suốt con đường này ạ. Đó đó là những cái, chứ còn bây giờ mà bảo cụ thể thì thực sự mà nói có nhiều cái cụ thể lắm, nói ra thì thấy quý thầy cô lại thấy sợ là không biết là có phải của mình không hay là như thế nào đó, nhưng mà có điều là chúng tôi cam kết chia sẻ những điều này. Đó là tạm thời là nói như vậy được không cô Quyên? Cảm ơn cô Quyên, cảm ơn cô Mai. Vâng, xin cảm ơn cô Hải Bình ạ. Vâng, xin mời cô Bình Minh ạ. Dạ, cảm ơn cô Mai. Nghe cái phần chia sẻ của thầy Thái xong thấy thực sự đấy, có nghĩa là mình cũng sẽ có một cái mục tiêu giống như là thầy Thái nói, chúng ta sẽ cùng với nhau đi các chủ đề mà thầy Thái cũng vừa hướng với cả cộng đồng. Đồng thời là ở đây thì cái cách tiếp cận trong cái chuỗi về tay hòm chìa khóa thì chúng tôi cũng rất là mong muốn mọi người cùng với nhau chúng ta cùng chia sẻ một cái cách tiếp cận mới, nó rất là nhẹ nhàng và nó đời thường thế ạ. Nó không phải là một cái gì để phải gồng mình, không phải là một cái gì là phải chuyên gia, cũng không cần phải chuẩn bị một cái tư tưởng rằng là ok chúng ta sắp đến với những cái buổi Zoom chia sẻ và đầy con số. Đấy đều là những cái vấn đề mà chúng ta hướng đến, và ở đây chúng ta đã có một cái người thuyền trưởng tuyệt vời, đấy là thầy Thái đã hướng chúng ta đến một cái mục tiêu, một cái cuộc sống ước mơ với tất cả cái sự bình an thịnh vượng, rồi bằng cái con đường phụng sự. Thì với cái tấm lòng tuyệt vời của thầy Thái như thế, thu hút những cái tài năng là các quý thầy cô ở đây, thì cùng với cả team của mình cũng tin rằng là sẽ bằng một cách nào đó sẽ đưa ra được những cái cách mà chúng ta có thể phục vụ và mang lại giá trị cho cả cộng đồng nhiều hơn nữa. Dạ, mình xin cảm ơn ạ. Cảm ơn. Xin cảm ơn cô Minh. Vâng, em rất là tin tưởng cô Minh ở cái điều này, đó là chúng ta sẽ tiếp cận một cái vấn đề mà chúng ta nhiều khi chúng ta nghĩ rằng là nó rất là phức tạp ạ, nhưng bằng một cách rất là đơn giản. Mặc dù là em biết rằng là cô Hải Bình là một chuyên gia về tài chính, đã làm trong cái tập đoàn tài chính rất là lớn của Việt Nam, và cô Bình Minh thì cũng là một người mà có đến gần 20 năm làm việc trong cái chuỗi bán lẻ về những cái đồ hàng thời trang mà gọi là xa xỉ, đúng không ạ? Nhưng cái cách tiếp cận của cô Minh và cô Bình thì lại rất chi là gần gũi. Cái này thì là chúng em, là em và rất là nhiều các cô giáo của khoa công tác xã hội trường Đại học Sư phạm Hà Nội, và rất là nhiều các thầy cô, rất là nhiều mọi người đã học những cái khóa học của cô Minh và cô Bình thì cũng đã chia sẻ là như vậy. Có nghĩa là làm thế nào để chúng ta có thể ứng dụng những cái kiến thức này một cách là đơn giản và đặc biệt là rất là sát thực. Và có lẽ rằng là như cô Bình đã nói rằng là nhóm chuyên gia này cũng, mặc dù ý tưởng rất là thú vị từ cô Quyên là cần phải có cái chủ đề này trong cái chuỗi chương trình của SE, nhưng mà chúng em cũng quan niệm rằng chúng em vừa đi vừa hát có nghĩa là chúng em sẽ đáp ứng cái nhu cầu của cộng đồng, những cái vấn đề cộng đồng đưa ra thì chúng em sẽ cùng để trao đổi với cộng đồng để chúng ta có thể cùng tìm ra một cái cách thức giải quyết phù hợp, chứ ban tổ chức không định áp đặt một cái chương trình cụ thể nào đó, bởi vì cái đó nó có thể là không có phù hợp với cả cộng đồng của chúng ta, không có phù hợp với những cá nhân, những cái thành viên trong cộng đồng, những cái gia đình ở tại cộng đồng. Vâng, nên là ở đây rất là cái khi mà đề cập đến cái điều này thì rất là mong rằng là cộng đồng của chúng ta hãy cùng nhau để chúng ta tạo nên cái chuỗi khóa học này, chúng ta cùng góp sức bằng cách là chúng ta hãy chia sẻ cái câu chuyện của mình, chúng ta hãy mở lòng mình ra để cho chúng ta có thể đón nhận những cái chia sẻ từ phía các chuyên gia và từ phía những thành viên khác ở trong cộng đồng. Vâng, và người cuối cùng ạ, xin mời cô Đậu Thị Quyên. Rất là cảm ơn cô, biết ơn cô với cái ý tưởng vô cùng tuyệt vời. Chúng ta đã có một cái chuỗi chương trình hôn nhân độc bản rất là tuyệt vời rồi, và bây giờ chúng ta lại có cái chuỗi đó là tay hòm chìa khóa. Thì cô Quyên có thể chia sẻ một đôi chút cái định hướng tiếp theo của chuỗi chương trình này được không ạ? Em cảm ơn chị Mai rất là nhiều. Và không chỉ riêng em hay là thầy Thái hay là cô Mai, chị Hải Bình, chị Bình Minh, mà tất cả chúng ta thì đều mong muốn một cái đích đến, đó là chúng ta trở nên thịnh vượng, đúng không ạ? Là giàu có, thịnh vượng và bình an. Đó là cái đích rất là tuyệt vời để chúng ta hướng đến. Thì em Quyên cùng với các thầy cô sẽ hiện diện ở đây để có thể chia sẻ đến quý thầy cô, không phải là ở khía cạnh là mình sẽ chia sẻ bất kỳ vấn đề gì mình biết, mà ở khía cạnh là
quý thầy cô sẽ muốn lắng nghe điều gì và phù hợp với điều gì. Thì trên cái tiêu chí đó thì em Quyên cùng quý thầy cô sẽ, cùng quý chuyên gia sẽ hẹn lại quý thầy cô mình trên cái hành trình ở trong những cái buổi sau. Và em Quyên rất cảm ơn thầy Thái, cô Mai, chị Bình, chị Minh rất là nhiều trong buổi sáng ngày hôm nay ạ. Dạ vâng, biết ơn các cô, biết ơn cô Quyên rất là nhiều và biết ơn tất cả các quý thầy cô đã truyền cảm hứng rất là nhiều cho nhóm chuyên gia. Vâng, em rất là may là ở đây em lại là một người mà không có giỏi về cái lĩnh vực này lắm, nên là có lẽ là em sẽ là người kết nối những cái mà những cái câu hỏi rất là có thể là hơi ngu ngơ một tí của em. Vâng, hôm qua cô Quyên cũng nói vậy, cô Quyên nói là ồ hay quá, trong đây thì có chị Mai là cũng không biết gì nên là chị cứ đóng cái vai là không biết gì đi ạ để đặt câu hỏi, và em cũng hy vọng rằng là em sẽ tròn cái vai này. Vâng, bởi vậy nên là nếu mà các thầy cô cũng có những cái băn khoăn hoặc là không biết gì giống em ạ, thì chúng ta cũng cứ mạnh dạn để chia sẻ ạ. Vâng, xin cảm ơn ba cô chuyên gia rất là xinh đẹp. Vâng, và bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ kết thúc cái phần trình bày chính của các khách mời ở đây. Vâng, và em xin phép là được gửi lại phòng Zoom tới thầy Thái ạ, và kính chúc các thầy cô một tuần mới thật là tốt lành ạ. Bạn muốn tham gia cộng đồng Startup Education, hãy quét mã QR code và để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ hỗ trợ bạn. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu bạn thấy hay hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn like cũng như chia sẻ video này đến với mọi người.